Một thế giới nơi các loài thú biết mặc quần áo, sở hữu khả năng tư duy giống như con người, lại đang xảy ra một vụ án đầy nguy hiểm và hách não, đe dọa đến sự tồn vong của cả thành phố. Liệu nhân vật chính sẽ giải quyết như thế nào? Tất cả sẽ có trong recap sàm Zootopia. Bộ phim bắt đầu với vở kịch kể về sự tiến hóa của các loài thú, từ ăn thịt nhau cho đến thịt nhau trong hòa bình. Nhưng động vật ăn cỏ yếu thế, giờ đây cũng có thể làm những công việc như phi hành gia, cảnh sát. Kết thúc vở kịch, nhân vật chính Thỏ Chu đi cùng bố mẹ ra về thì thấy cáo Gideon đang bắt nạt lũ cừu. Với dòng máu cớm chảy trong huyết quản, cô lao lên đòi công bằng, nhưng thứ duy nhất có thể đòi được sẽ là viện phí vì yếu vãi cả lùng. Judy vẫn ngoan cố sút vào mõm con cáo, khiến nó điên lên, biến cô thành bà sập và chủ sập ước mơ cảnh sát của cô. Nhưng với bản chất của vua lý đòn, Judy ra sức cố gắng để rồi 15 năm sau thi đỗ vào trường công an đánh đàn. Cô gặp vô vàn khó khăn khi phải đắp mộ cuộc tình solo với gấu chó, nhưng càng khó khăn, Judy càng nỗ lực trở thành cơm thỏ đầu tiên của Zootopia và được điều đến phân khu số 1. Cô vui vẻ dọn hành lý rồi tạm biệt người thân, nhưng bố mẹ Judy sợ con gái gặp nguy hiểm nên chuẩn bị đủ thứ, nghĩa là bình xịt cáo. Và thế là cô đến Zootopia, bắt đầu cuộc sống mới tại một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi. Xung quanh toàn là giận, nấm mốc khắp nơi, hàng xóm dở hơi, mà chỗ chơi thì không có, nhưng Judy lại cảm thấy thích nó. Sáng hôm sau, cô đến trụ sở cảnh sát, tất nhiên là không quên đồ phòng thân, gặp lễ tân báo lợn Benjamin, CEO của Bemin, và được chỉ đến phòng họp, nơi toàn các anh chiến thú cao to đen hôi. Cô vừa chào hỏi thì một cụ trâu, sếp Bogo đi vào, thông báo đang có vụ án động vật săn mồi mất tích, nên bắt đầu phân công nhiệm vụ. Judy rất háo hức cống hiến, nhưng lại chỉ nhận được công việc soát vé đỗ xe, nên cay cú đòi hát đổi thay. Nhưng Bogo xét kệ mẹ mày, rồi giao chỉ tiêu 100 vé phạt mỗi ngày. Judy quyết định sẽ gấp đôi đến chết, nên bắt đầu thực hiện công việc và đạt 200 vé trước buổi trưa. 201. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một con cáo khả nghi đi vào quán kem, liền lẻn theo sau, chuẩn bị sẵn mình xì thời cay. Nhưng Judy phát hiện ra nó chỉ muốn mua kem cho con, thở phào nhẹ nhõm, định rời đi thì lại thấy chủ quán không muốn bán cho con cáo, nên quyết định ra tay giúp đỡ. Cô nói rằng kem toàn nước mũi, tuy nhiên sẽ chỉ nhắc nhở nếu chịu bán cho bố con họ, không còn cách nào khác, voi buộc phải làm theo. Nhưng báo lại không mang tiền, nên Judy chủ động mua hộ luôn. Ra khỏi cửa hàng, báo giới thiệu mình là Nick, cảm ơn rồi tạm biệt cô thỏ. Judy quay trở lại với công việc nhàm chán, nhưng vô tình thấy bố con nhà Nick đang liếm kem, chấm sữa. Không, họ đang làm tan chảy kem. Thấy lạ, cô bí mật đi theo và phát hiện hai người chế kem to thành nhiều chiếc bé để bán. Biết mình bị lừa, Judy cay cú tiến tới chất vấn Nick, tại sao anh lừa dối em? Vì mày ngu. Không bỏ cuộc, cô đuổi theo Nick, đe dọa bắt vì tội buôn bán bất hợp pháp. Nhưng Nick lôi ra tất cả giấy phép kèm theo slide, dạy cho Judy một bài học và kéo cô ra khỏi những ảo tưởng về Zootopia. Mang theo tâm trạng mệt mỏi trở về nhà, Judy bật nhạc Mr. Siro lên nghe cho khuây khỏa, khiến tâm trạng nguội lạnh đến mức phải đi hầm nắm đồ ăn. Và tuyệt vời, củ cà rốt lớn như sức sáng tạo của NT. Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại từ bố mẹ, nên đành bật mốt giả tạo, nói dối về Zootopia. Bố mẹ nhận ra Judy đang mặc bộ đồ sát xe, vui mừng vì đó là công việc an toàn, khiến Judy càng thêm buồn phiền. Ngày hôm sau, cô giống hệt tôi vào sáng thứ hai, mang theo tâm trạng chán nản đi làm. Bước ngoặt xảy ra khi Judy bắt gặp một con trồn ăn trộm, rồi quyết định đuổi theo nó. Dù sĩ quan tê giác yêu cầu cô phải đợi cơm xị đến, nhưng cô không quan tâm, truy đuổi đến khu gặm nhấm. Tại đây, tên trộm liên tục phá hoại nhằm chặn đường, sử dụng sở kiều luôn lách TikTok các kiểu, nhưng làm sao có thể so với tốc độ của thỏ. Hắn bị đánh ngã nên đá một cái đồ nát để phản công, khiến nó suýt đè bẹp cổ chuột. Nhưng trong giây phút quyết định, Judy đỡ lấy cái bánh rồi úp nó vào tiền trồn. Xin vĩnh biệt cụ. Cô đem hắn về GPD với một vẻ mặt đầy tự hào, nhưng lại bị Bogo khiển trách vì đã khiến cư dân sợ hãi chỉ để lấy lại vài củ hành. Đúng lúc này, bà giái cá Otterton mở cửa xông vào, yêu cầu Bogo tìm người chồng mất tích. Tất nhiên ông muốn từ chối, nhưng bị Judy chặn họng và nói đồng ý giúp. Mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi. Bogo nén cơn giận, mời bà Otterton ra ngoài, rồi lập tức đuổi việc Judy, đồng thời bắt cô giải thích rằng mình vừa chơi đồ nên nói linh tinh. Nhưng khi mở cửa, ông bắt gặp trợ lý thị trưởng Bellwether, người rất vui mừng khi nghe tin vụ án động vật bé nhỏ sẽ được xử lý và lập tức báo tin cho thị trưởng Lionheart. Bogo bị đẩy vào thế sự đã rồi, buộc phải để Judy giải quyết vụ án, nhưng chỉ cho thời hạn 2 ngày, nếu không cô sẽ phải từ chức. Judy sau đó nhận hồ sơ vụ án từ Benjamin, và chi tiết quá, những một bức ảnh. Tuy nhiên, với Hagi nhân vật chính, cô phát hiện ra manh mối là cái kem và Nick. Thế là Judy đến tìm con cáo danh mãnh, hỏi thông tin về Emmett, nhưng Nick nói mình bận đi từ thiện, hơi đâu mà nhớ. Và đây là sai lầm chết cáo, khi Judy đe dọa sẽ cho anh vào tù vì tội trốn thuế, với bằng chứng là đoạn ghi âm vừa thu. Bị đẩy vào chân
chân tường. Nick đành phải hợp tác, dẫn Judy đến câu lạc bộ khỏa thân, gặp Jax, một con bò siêu sạch, dù quần ăn toàn là rấng ê. Jax dẫn hai người đi gặp Voi Nanji, người dạy yoga của Emmett, nhưng lại tìm được biển số xe từ trí nhớ của Jax. Nick nghĩ là xong việc rồi, đòi lấy máy ghi âm, nhưng Judy say đéo, bắt anh đi tìm vị trí chiếc xe cho mình. Nick buộc phải làm theo, dẫn Judy đến sở giao thông, giới thiệu cô với Flash, không phải thằng này. Này cơ, ôi không, cả sở giao thông là một lũ lười. Thời gian là một khái niệm mang tính tương đối. Không còn cách nào khác, Judy đành phải nhờ Flash tìm chiếc xe. Đây là phần cảnh cười ỉa của bộ phim mà tôi nghĩ bạn nên xem trực tiếp để cảm nhận. Cả hai tìm được thông tin và cũng là lúc nửa đêm. Lập tức đến nơi cần đến là phố Lãnh Nguyên, nhưng nó đã đóng cửa nên buộc phải vượt rào. Tìm thấy chiếc xe của Emmett, họ phát hiện lông gấu trắng và những vết cào chi chít ở ghế sau. Ngay lập tức, Nick nhận ra chiếc xe này là của Mr. Big, ông trùm tội phạm phố Lãnh Nguyên, nên hoảng hốt đòi chuồn thôi. Nhưng vừa mở cửa ra, họ bắt gặp hai tên gấu trắng, rồi bị áp giải về gặp sếp bự. Trong căn phòng lùng linh ánh nến, Mr. Big, ngài chuột to bự xuất điện. Mẹ sợ vậy. Nick lập tức xin lỗi vì trước đây đã lừa bán cho ông ta chiếc thảm làm từ lông mông trồn hôi. Nhưng sếp bự không chấp nhận tha thứ, rồi hỏi Judy là ai. Cô quá ngu khi nói mình là cảnh sát, đe dọa sẽ gọi mèo tới. Thế là ông soạn thực đơn cho bữa tối, thỏ và cáo nấu đông. Đúng lúc này, con gái của sếp bự bước vào, nhận ra Judy là người đã cứu mạng mình, nên ngài chuột liền ra lệnh thả cô xuống, đồng thời cảm ơn và hợp tác điều tra. Sếp bự kể rằng mình đã cho xe đón Emmett, nhưng ông ta phát điên tấn công tài xế, phá nát chiếc xe rồi biến mất trong đêm. Lần theo manh mối, Judy và Nick đến gặp tài xế hôm đó, Manchas, người kể lại rằng Emmett chơi đồ, hóa điên rồi biến thành Nick Fury, đồng thời không ngừng la hét về kẻ chú đêm. Judy muốn biết thêm manh mối nên đã đề nghị vào nhà của báo chột, nhưng nháy mắt Manchas cũng hóa điên, xông lên tấn công họ. Hai người lập tức bật mốt J97 chạy. Trong khi Judy cố gắng liên lạc với trụ sở để xin cứu viện, nhưng Benjamin không để ý nên mãi sau mới phát hiện ra. Lúc này Nick đã bị báo dồn đến chỗ cáp treo. Thấy thế, Judy nhanh trí còng số 8 siết chân anh, giúp Nick thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng báo chột sổ lên khiến cáo trượt chân ngã xuống vực. Judy chỉ kịp tóm lấy sợi dây rồi nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ lao thẳng vào đám dây leo gần đó thoát chết. Nhưng chưa kịp vui mừng thì dây đứt khiến họ rơi thẳng xuống, bị trói như sắp ói. Đúng lúc này Bogo cũng tới, được Judy báo về vụ thú hóa điên, rồi họ đến chỗ Manchas bị xích. Nhưng bất ngờ chưa, đếch có ai ở đây cả. Con báo này là John Cena ư? Cô lúng túng và bắt đầu giải thích, nói mình có nhân chứng là Nick, nhưng hắn là một con cáo nên Bogo tin thế đéo nào được. Muốn đòi lại huy hiệu cảnh sát từ Judy. Nhìn cô thỏ buồn bã, Nick thương cảm ra tay giúp đỡ, nói còn tận 10 tiếng để tìm ông Emmett nên Bogo đừng có mà lươn. Cả hai sau đó lên cáp treo rời đi. Nick thì kể về quá khứ khi luôn bị miệt thị chỉ vì bản thân là cáo, khiến Judy cảm thấy đồng cảm. Đúng lúc này Nick nhìn thấy rất nhiều camera trên đường phố, biết được cần phải làm gì. Thế là Judy nhờ Bellwether check map, phát hiện một lũ sói đã bắt Manchas đi. Chúng chu lên và đến lâu đài tỉnh ái trên núi. Judy lập tức nghĩ lũ sói chính là kẻ chú đêm nên cùng Nick tiến thẳng đến đó. Cả hai đang tìm cách vào lâu đài thì con sói gác cổng ngửi thấy mùi hôi nách từ Nick, tiến lại gần. Đang lúc nguy cấp thì Judy nhanh trí chu lên, kích hoạt dàn đồng ca sói cứu nguy cho Nick, đồng thời giúp cả hai lẻn vào bên trong. Tại đây họ phát hiện ra phòng thí nghiệm đang nhốt những con thú mất tích. Đột nhiên có người mở cửa đi vào, thật bất ngờ lại là bài hát của Trúc Nhân. Không, là thị trưởng Lionheart và một bác sĩ. Bác sĩ nói việc thú hóa điên là do bản năng sinh học của thú săn mồi, khuyên thị trưởng công bố với thành phố, làm Lionheart điên lên vì ông ta cũng là một trong số chúng. Judy vội lấy điện thoại ra quay lại đoạn hội thoại, nhưng đúng lúc này bố mẹ cô gọi đến. Gã thị trưởng phát hiện, vội rời đi, trong khi báo động bật lên và bảo vệ ập đến. Ngay lúc này, Judy nhìn thấy cái bồn cầu và quyết định tẩu thoát bằng đường bể phốt. Sau đó, cô gửi đoạn video cho Bogo giúp thị trưởng ký hợp đồng với Juventus. Ngay hôm sau, một cuộc họp báo mở ra, công bố về sự phát điên của thú ăn thịt và Bogo mời Judy lên phát biểu. Như một nhà thông thái, cô đặt ra hàng đống câu hỏi. Chỉ có thú săn mồi mới hóa điên, chúng hóa điên do chơi thuốc hay bản năng nguyên thủy đã trỗi dậy? Thấy cô quá ngu, Bellwether vội ngăn lại, tuyên bố kết thúc họp báo. Judy vui vẻ đi gặp Nick, nhưng anh lại thất vọng vì những gì vừa nghe. Cô vẫn nghĩ mình là nhất, nên anh tiến lên giơ vuốt giả bộ tấn công. Judy lùi lại theo bản năng và sẵn sàng mình xịt cáo, khiến Nick vô cùng thất vọng rồi rời đi. Cô muốn đuổi theo xin lỗi nhưng bị phóng viên vây lấy, nên đành lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn. Những ngày tiếp đó, thú săn mồi hóa điên nhiều hơn, càng khiến người dân tin vào điều Judy nói, bắt đầu biểu tình đòi cách ly thú ăn thịt. Judy nhận ra sự thật đã khiến cư dân xa cách nhau nên cảm thấy vô cùng tội lỗi. Bogo thì mời cô đến gặp thị trưởng mới Bellwether, nhưng Judy bắt gặp Benjamin đang thu xếp đồ đạc rời đi, liền tiến tới hỏi nguyên nhân. Vì tao béo quá chứ làm sao? Ân hận vì hành động của mình, Judy quyết định từ chức, về quê trồng cá và nuôi rau, cùng bố mẹ sống cuộc sống an nhàn. Tại đây, cô gặp người bạn cũ Gideon, giờ đã trở thành vua làm bánh. Khi anh đến giao hàng, bố Judy thấy lũ trẻ chạy đến nên nhắc nhở không được dẫm lên hoa Mignia capum polycitias. Cái đéo gì thế nhỉ? Nhưng Gideon nói gia đình anh gọi nó là kẻ chú đêm, khiến Judy bất ngờ. Bố cô còn kể lại câu chuyện về chú Terry đã ăn loại hoa đó và trở nên điên loạn. Trồng cái hoa này làm gì vậy?
Nhưng động vật ăn cỏ cũng có thể phát điên sao? Judy nhận ra kẻ chú đêm không phải là sói mà là hoa, nên lập tức trở lại thành phố, tìm Nick để đi điều tra tiếp. Cô giải thích về kẻ chú đêm, nhưng anh đéo ke rồi bỏ đi. Judy đành dùng bài tôi khốn nạn quá, xin lỗi và cầu xin sự giúp đỡ của Nick. Anh đồng ý, rồi cả hai cùng nhau đi tìm Đúc, tên ăn trộm hành tím có liên quan đến kẻ chú đêm. Mày có chịu khai không? Khi nào đi tè thì tao khai. Và thế là Đúc suýt tè thật. Khi bị sếp bự dọa đem đi đóng băng, hắn khai rằng đã bán loại hoa đó cho con cừu tên Duck ở đường hầm cũ. Nick và Judy lập tức đến đó, phát hiện ra một toa tàu chứa đầy kẻ chú đêm. Duck thì đang chế tạo chúng thành những viên đạn nén, lắp vào khẩu súng, cất vào vali, rồi nhận một cuộc điện thoại xác nhận rằng bản thân đã bắn những con thú đến hóa điên. Đúng lúc này, hắn ra ngoài lấy cà phê, nên Judy liều lĩnh chiếm quyền điều khiển toa tàu với ý định đem vật chứng về GPD. Toa tàu lao nhanh đi, trong khi Duck và đồng bọn cố phá cửa, bỗng một cái tàu ngược chiều nước mắt buộc Judy phải hối Nick lao nhanh để đổi hướng, nhưng việc đó khiến toa tàu mất thăng bằng và nổ tung. May mắn là cả hai kịp nhảy ra ngoài sống sót, và còn may mắn hơn là Nick vẫn giữ được cái vali. Cả hai vội hướng đến GPD, nhưng bất ngờ gặp thị trưởng Bellwether, nên Judy vội báo cáo toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, cô lại phát hiện ra điều bất thường là tại sao Bellwether biết cô ở đây. Thế là cựu thị trưởng lộ mặt thật, rồi ra lệnh truy sát. Cả hai bị đuổi dồn ngã vào một cái hố, trong khi Bellwether rút súng bắn thẳng vào Nick với mục đích khiến anh hóa điên để giết Judy. Quả nhiên Nick biến thành siêu nhân, đuổi theo cổ thỏ. Còn Bellwether giải thích rằng mình khiến thú săn mồi hóa điên để cai trị người dân bằng nỗi sợ. Đúng lúc này, Nick ép Judy vào tường, cắn thẳng vào cổ cô. Hết phim. Chưa, tất cả chỉ là diễn mà thôi. Viên đạn mà Cừu đã bắn thực ra đã bị đánh cháo, và toàn bộ lời khai của ả đã bị ghi lại. Giờ mới chính thức hết này, nhưng mà là hết đời với Bellwether. Khi GPD xuất hiện vây bắt ả, cuối phim những nạn nhân bị bắn dần hồi phục. Nick thì gia nhập hội cớm cùng Judy thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, đó là ấn like video và vây bắt thánh trăm dặm Flash. Đó là kết thúc của Zootopia. Tương lai sẽ có phần 2. Nhiệm vụ của chúng ta là chờ. Tôi là quản quạ, xin chào và xin chào.